Hello mọi người, đây là một video mình làm về phim, cho nên là có thể video sẽ có chửi bậy nha. Tại vì mình record và mình up thẳng lên YouTube chứ mình không có qua edit hay là qua sensor gì đâu. Mình cảnh báo trước nha, mình không biết là mình có văng tục trong cái video này hay không. Nhưng mà mình cứ gọi là nhắc trước các bạn, tại vì mình biết là sẽ có những bạn không thích nghe chửi bậy. Ok, như tiêu đề của video thì đây sẽ là một video mà mình pick một cách ngẫu nhiên một vài phim mà mình thấy hay và mình recommend cho viewer. Tất nhiên là mình cũng sẽ cố gắng đa dạng hóa từ thể loại phim cho đến quốc gia sản xuất cho đến thời điểm phát hành. Ok, bắt đầu nha. Tất nhiên là mình sẽ chỉ nói qua những cái mình thích thôi, chứ mình không có đi phân tích sâu đâu. Tại vì là cái dạng video kiểu ngồi record xàm lồn như này thì nó không tối ưu cho cái việc là các bạn phân tích hay là các bạn kiểu deconstruct một bộ phim theo chiều sâu. Ok, phim đầu tiên đó sẽ là một phim Mỹ. Mình là một thằng cuồng phim Mỹ cho nên là đây, Traffic của Steven Soderbergh. Đây là một bộ phim về công cuộc phòng chống chống ma túy. Đấy. Đây, synopsis của nó là như này. An exploration of the USA war on drugs from multiple perspectives for the new head of the blah blah blah. The war becomes personal when he discovers his well-educated daughter is abusing cocaine within their comfortable suburban home. Đại khái là cái ông New Head của cái gọi là cái chống ma túy thì là phát hiện ra là con gái của ông này là chơi thuốc. Đấy, cơ bản. Nhưng mà cái hay đầu tiên của Traffic thì nó không phải là cái việc con gái chơi thuốc hay là con trai chơi thuốc, mà là nó là cái việc mà nhà làm phim họ đưa cho các bạn một câu chuyện nhưng được kể dưới nhiều khía cạnh, nhiều góc nhìn. Các bạn sẽ có nhân vật gọi là chính diện của Michael Douglas, các bạn sẽ có một nhân vật cảnh sát, à đâu, hai nhân vật cảnh sát của Benicio del Toro, một diễn viên đã quá quen mặt với những cái người thích xem phim kiểu vậy, hành động theo cái kiểu là ma túy mafia rồi, và cả Don Cheadle nữa. Don Cheadle là đóng cái gì trong ấy nhỉ? War Machine à, đúng không? Đấy. Thì cái điều đầu tiên mình thích đó là nó kể được một câu chuyện từ nhiều nhân vật khác nhau, nhiều góc nhìn khác nhau. Đấy. Cái thứ hai thì có lẽ nó là cái việc là nó sử dụng màu sắc một cách rất là cliché. Cái này thì tất nhiên là mình thấy buồn cười thôi chứ mình không phải là mình thích theo cái kiểu là mình wow. Nó có cái meme là Mexico. Đây. In Hollywood meme ấy. Thì trong Traffic nó y hệt như thế luôn. Tức là cứ có đoạn nào ở Max thì nó sẽ cho cái quả color scheme như này, quả gọi là filter như này. Còn ở Mỹ thì nó sẽ cho một cái màu kiểu màu xanh ấy, nhưng mà nó sẽ làm cho các bạn có một cái cảm giác kiểu lạnh lạnh ấy. Đấy, màu xanh blue ấy. Đấy, thì đây là một bộ phim nó đề cập đến rất là nhiều thứ từ drugs này, drugs abuse này, rồi drugs addiction này, là nghiện. Nói chung ấy, nghiện. Rồi nó cũng nói về lỗ hổng trong sự giáo dục của gia đình với những cái đứa trẻ, đặc biệt là với tức là với những cái tầng lớp gọi là bọn này thì có thể coi là elite rồi, tại vì bố mẹ nó thì toàn đây, bố nó là mẹ mẹ new head of the office of national drug control policy đấy, mẹ toàn kiểu elite cả, nhưng mà mẹ con cái thì gọi là ăn chơi kiểu mẹ toàn chơi thuốc đấy, thì nó sẽ nói về cái việc là bọn nhà giàu chơi thuốc cái thứ, mà bọn này là gọi là vị thành niên nhá, bọn này hình như là nhớ là mới học học cấp 3. À không, ở nước ngoài thì đều có cấp 3, nó gọi là high school. Nói chung đấy
thì nó nói rất là mạnh về cái tác hại của cái việc là các bạn dùng drugs một cách vô tội vạ, và nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả về cả thể xác lẫn tinh thần. Thì với tư cách của một thằng gọi là mày mày phản đối cái việc là một con người bình thường đưa drugs vào cơ thể mình, dù cho là các bạn hít, các bạn hút, các bạn tiêm hay là các bạn uống thì mình đều phản đối, thì với mình traffic nó, dù tất nhiên là có thể là với nhiều người khác thì nó sẽ hơi một chiều trong cái việc là khắc họa drugs, nhưng với mình là một người phản đối drugs một cách gọi là kịch liệt thì mình thấy cái việc mà nó khắc họa như thế dù là nó hơi một chiều thật nhưng mà mình thích thế, tại vì mình gọi là mình đéo thích drug nói chung đấy. Còn là một vài những cái chủ đề khác phim này nó cũng đề cập, đó là có thể nói qua về cái sự gọi là corruption, dịch ra là gì nhỉ, nó không phải là tham nhũng mà nó đại khái là những cái sự gọi là, tức là những cái vấn đề về gọi là drug và cái sự phổ biến của drug ấy, nó là những cái vấn đề mà nó ăn rất là sâu vào những cái bộ máy, cái con người ở bên trong cái bộ máy đấy, cho nên là các bạn không thể gọi là fix nó được, các bạn không thể gọi là nâng cấp hay là sửa nó được chỉ bằng một cái việc là các bạn bổ nhiệm một người nào mới, hay là các bạn, tức là các bạn không thể giải quyết trên bề mặt được, các bạn một là các bạn phải phá hủy nó đi xây lại, hay là các bạn sẽ chỉ giải quyết được những cái vấn đề ở trên ngọn, các bạn không thể đi đến đến phần rễ được đấy. Thì đây là một bộ phim mà nó cũng tức là về gọi là cấu trúc các thứ nhá, thì nó khá là kiểu classical ấy. Tức là nếu như mà bạn nào hay xem phim Mỹ, cái kiểu phim kiểu như này, những cái bộ phim hành động rồi thì sẽ khá là thích Traffic ấy. Mình nghĩ là như thế, tại vì phim nó build được sự căng thẳng rất là tốt này, nó cũng có xung đột, nó cũng có những cảnh gọi là bắn nhau bùng chiếu các thứ, và nó cũng có những cái phân đoạn mà làm người xem phải kiểu bị bất ngờ ấy, kiểu tự nhiên sẽ có những cảnh mà các bạn sẽ kiểu what the fuck, tại sao nó lại như thế đấy. Thì đây là Traffic, một bộ phim của Steven Soderbergh. Không biết là phim này có ăn được giải siếc gì không, nhưng mà mình nghĩ rằng đây là một bộ phim gọi là cũng là một trong những phim chất lượng nhất của Soderbergh rồi, cùng với Erin Brockovich với cả Ocean 11. Ok, phim thứ hai sẽ là đây, đây là một phim của Nga, The Cranes Are Flying. Đây, đây là một phim mà hơi cũ à, từ năm 1957. Nội dung đơn giản, đây, đại khái là có một cái nhân vật tên là, tức là nó kể về một cặp đôi Veronica và Boris. Thì cái ông Boris này là phải đi lính, và Veronica ở nhà đợi tin của Boris, nhưng mà Boris không viết thư về, cho nên là Veronica cứ đợi. Đấy, thì về cơ bản là câu chuyện nó chỉ có như thế, mình không không muốn nói gì thêm, tại vì nói thêm thì sẽ spoil. Đấy, thì đây là một phim mà nó quay rất là đẹp, mình phải thừa nhận đây là một phim mà mình xem mà sẽ có những cảnh mà các bạn sẽ cảm thấy là kiểu tại sao nó lại đặt một cái góc máy trông gọi là đẹp mắt như thế, từ những cảnh mở đầu cho đến những cái cảnh mà nhân vật Veronica này chạy, và ở trong những cái đám đông, những cái dòng người thì nó đều là những cái cảnh mà nó quay rất là đẹp, và nó gọi là nó tăng được cái cảm xúc của người xem ấy. Nhạc cũng hay, tức là cái phần nhạc bổ trợ cho những cái phân cảnh để nó tăng được cái tính dramatic à. Đấy, nhạc của mình cũng thích. Còn lại thì cái thông điệp trong những cái bộ phim kiểu như này thì nó chỉ đơn giản là chiến tranh là vô nghĩa, chia lứa đôi, đôi lứa các thứ các thứ. Những cái này thì có lẽ là phim chiến tranh nào ở
cái thời kỳ này nó cũng thế. Đấy, một điều duy nhất mình không thích ở cái phim này đó là cái nhân vật mà đạo diễn hay là nhà làm phim họ muốn gọi là muốn vilify, dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ? Đại khái là cái nhân vật mà được coi là phản diện trong phim này ấy, thì đáng ra nên được xây dựng một cách đầy đủ hơn. Đấy, nhưng mà không sao, về cơ bản đây vẫn là một bộ phim đáng xem, quay đẹp. Và nó sẽ cho các bạn thấy cái độ gọi là à thôi, cái này mình không nói được. Nó đi spoil mất. Ok, đây là bộ phim thứ hai, The Cranes Are Flying của Nga. Đạo diễn là Mikhail Kalatozov. Phim thứ ba đó sẽ là đây. Đây là một bộ phim mà mình chưa xem lại. Tại vì cái lần đầu tiên mình xem mình thấy nó nặng nề quá. Đó là Streetwise của Martin Bell. Đây. This documentary about teenagers living on the streets in Seattle began as a magazine article. The film follows nine teenagers who discuss how they live by panhandling, prostitution and petty theft. Thì về cơ bản, đây là một bộ phim mà nó như là tài liệu ấy. Nó sẽ cho các bạn thấy những cái góc tối nhất của Seattle, và nó được đặt dưới góc nhìn và dưới trải nghiệm của những đứa đứa trẻ vị thành niên. Thì cái bộ phim này là bắt đầu từ một cái article, nó tên là đây Street of the Lost article của Mary Ellen Mark. Đây, nó là cái này đúng không đây, đây, đây. Đây. Runaway Kids, Echo the Mean Life in Seattle. Đấy. Thì cái bộ phim Streetwise này là nó dựa trên cái article này. Đây là một phim mà mình nói thật là mình xem xong, mình không nhớ là mình xem phim này từ bao giờ. Cách đây chắc tầm 3 năm, 3-4 năm gì đấy. Và từ lúc đó thì mình cũng chưa dám xem lại, vì là nó thực sự là khó khó xem lại, tại vì nó khá là nặng nề. Nhưng mà thôi nhá, sẽ không đọc review đâu. Đấy, nó xem nó ấy á, xem nó như là phim tài liệu. Mình cũng không muốn nói gì thêm, tại vì nói thêm thì nó mất hay. Nên là các bạn nào muốn đổi gió thì có thể xem phim này. Nó cũng chỉ có mẹ hơn tiếng rưỡi thôi, 91 phút là tiếng rưỡi đúng không? Đấy. Thì đây là Streetwise. Bộ phim thứ mấy nhỉ? Thứ tư, đó là một trận phim mà mình thích nhất về chủ đề truyền thông và media network của Cine Lumé. Đây, phim này thì có lẽ là ai mà thích phim thì cũng đã xem rồi, hoặc là cũng đã nghe qua rồi, với một cái phân cảnh là rất là nổi tiếng, cái đéo gì của nhân vật này, Ahmed, nhầm, Ahmed as hell and I am not going to take it anymore. Mình không nhớ lắm, đại khái là của cái nhân vật này pha gọi là độc thoại kiểu vậy, vãi lồn. Đấy, thì phim này nó nói về cái gì? Đây, when a veteran, cái từ này đọc là gì nhỉ? Anchorman, who one bill is forced to retire his 25-year post because of his age. He announces to viewers that he will kill himself during a farewell broadcast. Network executives rethink their decision when
when his fanatical tirade results in a spike in ratings. Đại khái là đơn giản là đây là một bộ phim mà nó sẽ cho các bạn những cái essential, tức là những cái nó cơ bản nhất về cái việc các bạn làm media và các bạn làm truyền thông. Nó nói về cái độ gọi là gì nhỉ, mình đôi khi mình cân nhắc là mình nên làm cái này tiếng Anh hay tiếng Việt, tại vì đôi khi là có những cái từ tiếng Anh mà mình dịch sang tiếng Việt nó hơi lâu. Đại khái là nó sẽ nói về những cái nói như nào nhỉ, đại khái là nó gọi là cho bạn thấy là mặt tối của truyền thông đấy, tất cả là vì mẹ mày, rating, tất cả là vì traffic và cái độ gọi là manipulative của những người làm truyền thông nó vãi lồn như nào trong cái việc là đưa cho khán giả những con rối, những cái mà họ gọi là muốn xem. Đấy, về cơ bản là như thế. Dù là nó cũng có đá qua về gọi là cái thế giới, gọi là khi mà những cái tập đoàn, tức là nó gọi là multimedia corporations, nó dần dần nó gây ảnh hưởng lên những cái khía cạnh khác nhau của cuộc sống, từ mẹ mày truyền thông này, cho đến chính trị này, cho đến xã hội và blablabla này. Đấy, tại vì đây là một cái thời điểm, phim này làm từ năm 1976, tức là cái thời điểm mà cái sự thay đổi rất là lớn diễn ra ở trong Hollywood nói riêng. Vì sao? Vì là cái sự gọi là đi lên với những cái tập đoàn truyền thông lớn, nó không chỉ là những cái studio nhỏ lẻ như kiểu là Universal hay là Columbia hay là đéo gì nhỉ, RKO các thứ, mà nó sẽ là những cái tập đoàn lớn mà những cái studio về phim ấy, nó chỉ là một cái nhánh ấy, một cái nhánh trong những cái tập đoàn lớn đấy thôi. Đấy, nó như kiểu là Sony bây giờ ấy, nó cũng chỉ là một nhánh con của một cái tập đoàn rất là lớn. Rồi thậm chí cả mẹ Disney bây giờ ấy, rồi Marvel ấy, nó cũng chỉ là một cái nhánh con trong một cái gọi là một cái tập đoàn kiểu mẹ mình có rất là nhiều thứ ấy. Disney ấy, nó có công viên giải trí ấy, nó có mẹ mày Disney Plus này, nó có Marvel ấy, nó có mẹ Star Wars, Blablo ấy, nó có rất là nhiều thứ. Đấy, thì đại khái đây là một phim mà nó nói về những cái cơ bản nhất của media và của rating các thứ. Và nên nhớ rằng đây là phim nó làm từ năm 1976, mà cái tính gọi là cái tính thời đại của nó ấy, đến bây giờ các bạn xem lại các bạn vẫn sẽ thấy đúng. Vì sao? Tại vì đây là một phim mà nó gọi là, tức là khi mà phim này nó được ra mắt ấy, thì nhiều người cho rằng đây là một phim nó, tức là nó mang tính cường điệu hóa rất là lớn. Tức là nó như kiểu là một phim hài kịch đen ấy vào lúc đấy ấy. Nhưng bây giờ các bạn xem vào năm 2024 ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó đéo phải là kiểu mẹ mày một cái sự nói quá lên hay là một cái sự cường điệu lên đâu. Tại vì nó gần như là kiểu nó tiên tri cho những cái gì nó đang diễn ra ở hiện tại này này. Đấy, đây có lẽ là một trong những phim về media hoặc về gọi là truyền thông hay nhất mà mình từng xem của Hollywood. Top 1 thì mình không chắc nhá, nhưng chắc chắn là phải trong top 3. Trong dàn diễn viên thì chúng ta sẽ nhận ra một vài gương mặt kiểu cũng nổi tiếng, ví dụ như là kiểu Faye Dunaway, một trong những diễn viên ở cái thế hệ tầm 4X, 5X hôm trước ở Hollywood mà mình rất là thích. Bà này thì nếu như các bạn xem Chinatown thì bà này là nhân vật nữ chính. Đấy. Thì trong phim này thì mình thích nhất cái vai diễn của Faye Dunaway, tại vì nó như kiểu là một vai, tức là cái vai trò và cái cách mà Dunaway được
Character design, lỗi, character thì nó như là một fan fatale. Nó đéo cái gì fan fatale cả. Mỗi tội đây đéo phải là phim phim noir như hồi trước rồi. Nhưng mà cái nhân vật của Faye Dunaway trong phim này thì đéo khác gì một fan fatale trong phim noir hồi trước. Đấy. Thì đây là một phim mà nó cũng tức là nếu như mà các bạn nhìn ở góc độ xã hội học và góc độ gọi là văn hóa xã hội thì nó tức là cái phim này nó cũng là một trong những phim ở cái thời kỳ này nó thể hiện cái sự gọi là dùng từ gì nhỉ, tức là nó diễn tả phụ nữ ấy, là một cái mối đe dọa gì đấy với cái sự tới quyền lực và tới cái sự ổn định của đàn ông. Tại vì đây là một phim mà nhân vật của Faye Dunaway nó sẽ gần như là một mình trong một cái thế giới media mà toàn nam và nam. Đấy. Thì gọi là cái nhân vật của Faye Dunaway nó được gọi là diễn tả một cách, tức là nó không phải là cái kiểu femme fatale, kiểu gọi là thuần túy là chỉ gây chuyện cho nhân vật chính. Nhưng mà nó sẽ được diễn tả theo cái kiểu là nó là một cái mối nguy từ bên ngoài với sự ổn định và với quyền lực của các nhân vật nam. Đấy. Thì ở trong cái thời kỳ này, tức là những cái năm cuối 70 rồi là những cái năm 80 ấy, nó sẽ có một vài phim nó cũng được phân tích từ góc nhìn xã hội học, là nó lấy cái sự không phải, tức là nó thể hiện cái sự lo lắng bất an của đàn ông khi mà trong một cái xã hội mà phụ nữ như là một những cái mối đe dọa cho cái sự ổn định, cho cái sự quyền lực của đàn ông. Những cái phim như kiểu là Ordinary People, rồi Kramer vs Kramer đấy, và Network cuối cùng nó cũng nói qua về cái độ hot của những cái câu chuyện giật gân theo cái kiểu là những cái vụ án ấy, tức là những cái vụ án càng sốc càng giật gân thì nó càng được gọi là khán giả đón nhận và nó càng có cơ hội để gọi là được được sản xuất và được gọi là monetize, được bật để kiểu mẹ kiểu kiếm tiền đấy. Cái này rõ nhất các bạn nhìn sang mẹ Netflix với một loạt show liên quan đến các vụ giết người hàng loạt hay là các vụ gọi là án bí ẩn, những cái vụ như là kiểu mẹ mày, những cái phim như là kiểu mẹ như này ấy. Evil, đây Evil Genius đấy, Netflix, rồi là những cái phim như kiểu là cái áo gì của Cecil ấy, à Cecil, à đây Cecil Hotel này, đấy, ở đâu, đâu Netflix, à đây The Vanishing at the Cecil Hotel, đấy, rồi một loạt, một lô các loại show về những cái vụ án, cái vụ giết người các thứ, thì Network nó có đề cập qua đến cái sự, tức là đến cái tiềm năng khai thác về mặt thương mại của những cái chủ đề liên quan đến giết người, rồi băng cướp này, các cái băng cướp kia, các thứ, các thứ. Đấy. Thì đây là Network. Phim này thì nó cũng chỉ tầm 2 tiếng, cho nên là mình nghĩ là xem ok, thoải mái. Phim cuối cùng trong cái video này đó sẽ là một phim là nhẹ nhàng. Summer's Tale của Eric Romer, một trong những đạo diễn nổi bật nhất của thời kỳ làn sóng mới của Pháp. Đây, phim này thì từ năm 1996. Đây. A shy mad graduate takes a holiday in
Zainab, before starting his first job, he hopes his sort of girlfriend will join him but soon strike up a friendship with another girl working in town. She in turn introduces him to a further young lady who fancies him. Thus, the quiet young lad finds his having to do some tricky juggling in territory new to him. Đại khái là cái nhân vật này có hai lựa chọn đấy, với một là với chị này, hai là với cái nhân vật gọi là friend của cái chị này. Đấy, thì đây là một bộ phim nó thuộc cái gọi là series về bốn mùa của Eric Rohmer. Nó có A Tale of Springtime là mùa về mùa xuân này. Nó có A Tale of Summer là phim này. Nó có A Tale of Winter và như là A Tale of Autumn. Có đúng không? Đây. Đấy, thì nó có cả bốn mùa luôn. Thì trong cái series này thì có lẽ là cái phần này là phần nổi nhất và là phần mình thấy là về cá nhân nhé, thì là những cái gì đặc sắc nhất của Romer từ là cách viết thoại rất là, tức là nó như kiểu Linklater viết thoại ấy. Nó rất là kiểu hóm hình, rất là kiểu duyên dáng ấy. Đấy, thì nó được tròn trịa nhất, tức là cái vấn đề về viết thoại ấy. Dù là những cái liên quan đến cái việc là tạo ra được những cái sự những cái tình huống kiểu mẹ hài hước một cách nó rất là awkward ấy, tức là nó rất là kiểu mẹ gây được cái sự bối rối trong những cái nhân vật này, này thì nó làm một cách rất là duyên, rất là nhẹ nhàng. Đấy, rồi là nó có cả irony ở trong những cái phân cảnh cuối nữa, xem nó kiểu nhẹ nhàng ấy. Đấy, còn cái nhân vật này, cái nhân vật nam chính này thì nó cũng là một nhân vật mà nhiều nhiều bạn sẽ nhận đây là kiểu mẹ literally me ấy. Một nhân vật mà kiểu mẹ cũng không thua kém gì những cái nhân vật như kiểu là mẹ ai nhỉ, kiểu nhân vật của Dustin Hoffman trong The Graduate, rồi nhân vật của Martin Donovan trong Trust này. Đấy, đại khái đây sẽ là một nhân vật kiểu mẹ đúng kiểu mẹ các cụ có cái câu đéo gì nhỉ, thánh nhân đãi kẻ khủ khờ, đây mẹ ông này đúng như thế luôn. Các bạn nên xem thử, tại vì đây là một bộ phim mà mình nghĩ rằng là các bạn xem một mình hay là xem với người yêu thì nó cũng đều buồn cười cả. Đấy, xem nó ấy á, nó nhẹ nhàng và nó kiểu mẹ thư giãn. Phim này thì nó cũng chỉ có chưa đến 2 tiếng nên là mình nghĩ là xem ổn. Ok, tổng kết lại thì chúng ta có 5 phim trong video đầu tiên về gọi là mẹ phim recommendation một cách rất là random. Đó là từ từ Traffic này, The Cranes Are Flying này, Streetwise này, Network và Summer's Tale. Ok. Thì đấy, video đầu tiên này thì mình thử làm 5 phim. Mình đéo biết là 5 phim này thì nó có bị, tức là nó có khiến cho video bị lê thê hay không. Nếu như mà nó bị lê thê ấy, thì có thể là mình sẽ giảm số phim đi. Còn 4 hoặc là còn 3 phim thì mình không biết. Nếu như mà các bạn thấy 5 phim vẫn ổn thì comment. Thấy 3 phim ok hơn thì cũng comment để mình biết lần sau nếu như mà có làm cái kiểu này nữa thì mình biết cách điều chỉnh. Còn gì nữa nhỉ? Mình cũng sẽ cố gắng gọi là đưa những cái phim của châu Á vào đây, dù là mình xem ít phim của châu Á lắm. Kiểu là một ông đạo diễn kiểu nổi tiếng thì mình xem kiểu 2-3 phim kiểu nổi nhất của ông này thôi. Ví dụ như là kiểu ông A đạo diễn phim BCD thì mình xem được đúng cái phim BCD đấy là phim kiểu nổi nhất. Còn lại là mình cũng đéo xem, đéo tìm hiểu lắm. Nên là đéo biết. Đại khái là mình cũng sẽ cố gắng đưa những cái bộ phim của ví dụ như là của Hồng Kông hay là của Nhật Bản, Hàn Quốc vào đây, hay là của mẹ Iran, Ấn Độ các thứ vào đây trong những cái video sau nếu có. Ok, thank you mọi người. Nếu như mà mọi người thấy video mang lại cho mọi người một cái điều gì đấy mới mẻ, thư giãn thì có thể sub kênh để lại một
comment một like gì đấy cũng được cho bạn. Gọi là tùy tâm. Nhưng mà nếu như mà các bạn không like các thứ thì cũng không sao. Mình vẫn chúc các bạn là ngủ ngon mà không thấy áy náy. Ok, bye bye mọi người.